Get ST rồi thêm lại các bạn. Căn IC Opal khuếch đoạn thuật toán mà cửa đang cung cấp. Đây có rất là nhiều mã. Nhưng mà trong video này thì cửa hàng giới thiệu lại các bạn một số mã. Đây còn PC957L với chính hãng. R3BM F1. Đó. PC910L. TLP762G và TLP627. Ngoài ra còn rất là nhiều các IC khác. Thì để mua cái IC này, các bạn truy cập vào website của cửa hàng linkkiệnst.com để đặt hàng trực tiếp, hoặc các bạn gọi điện thông qua số điện thoại ở dưới video. Ngoài ra cửa hàng có rất nhiều IC khác thì các bạn truy cập vào website và tham khảo thêm. Các bạn gọi mã IC vào tìm kiếm ra các IC mà các bạn cần tham khảo. Cửa hàng cũng bán rất là nhiều các cái dụng cụ khác cho thợ sửa chữa vòng mạch điện tử này này. Các bạn quan tâm vào xin mời vào website để tham khảo. Linkkiện ST xin chào và hẹn gặp lại.